ក្នុងឆ្នាំ2020នេះបានផ្ទុះរឿងរ៉ាវដ៏តក់ស្លុតមួយអំពីដំណឹងទទួលមរណភាពរបស់កម្ពុជាមេចុងភៅនិងជាគណៈកម្មការដ៏ឆ្នើមមួយរូបក្នុងកម្មវិធី ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យแฟนๆជាច្រើនសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏មានតម្លៃប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្នែកមហូបអាហារយ៉ាងច្បាស់លាស់បែបនេះបន្ថែមពីនេះបបោះត្រឡប់ក្រោយងាកទៅមើលជីវប្រវត្តិរបស់លោកស៊ីសៅផាន់ដេធីពិតជាមិនធម្មតាដែលលោកបានខិតខំសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះតាំងពីចំណុចសូន្យរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃក្រោយរៀនចប់វិទ្យាល័យលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យមហូបអាហារនិង
bán chênh bị tuần tí tối tác bị nẹ bỏ bằng kia thừa sở cá trấy hắn trấy hắn sách đó hốt đò miền cá khách không tỏ xu chọc chì chông phơ bà chạm phô chân nhiệt than là bầy chì chẳng cần lành nâng thơ ai nạ rò khả nít tôi qua rục lốt chì mê chông phơ đồ chân nào mạp nì rồm tàng dôn tàm bà bì sao chì chông phơ rồi dạp bì mọc phây bàm chân nắm ôm đau xe mặt tập hiếp tờ bánh đá lao chè vật thi chọc chì kết nạc cà mạc cá khu nông cà mì thi là bầy rộng đáp bì phục lốt Master Chef khmai tài mạc đòn lơ bì nì kào ai bàn đầm nay chì kết nạc cà mạc cá Master Chef khmai rục lốt tù tùa bàn bà chì bà dập hiếp dàng khlắng đòi xa tài ạ tạ chế rắc nâng cà này nôm đào bày cái chôn đi mùi nì mùi bất chì thơ láng dàng mặt chất tài mạc đòn bàn tay tì bông phốt và tầm miên rồi bỏ thôn thiên mùi nô đồ miên đầm lại rụng ní bàn bạc bóng phốt đằng hàm bà chùm ngư kren thả lãm nâng chùm ngư rộ bên suốt bàn xoay phép kìm khám dàng khlắng.